Hơn 130 người đã thiệt mạng khi một đợt sét đột ngột tràn qua miền Bắc và miền Đông Ấn Độ. Ngoài ra, đợt sét này cũng đã gây sương mù dày đặc, làm xáo trộn hoạt động của đường sắt và đường không. Theo hãng tin Reuters, chỉ tính riêng ở bang Uttar Pradesh đã có 124 người ở bang thiệt mạng do quá lạnh hoặc do các tai nạn liên quan đến sương mù. Tại bang Bihar, thủ đô Delhi và bang Haryana lân cận, 12 người cũng đã được ghi nhận thiệt mạng liên quan đến lạnh giá. Theo ghi nhận, nhiệt độ tại nhiều nơi ở bang này đã xuống thấp kỷ lục, trong đó tại thị trấn Chak ở Mizapur, nhiệt độ giảm chỉ còn 0,5 độ C. Thời tiết xấu cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông đường sắt và đường không. Theo đó, tại Delhi, sương mù dày đặc khiến 137 chuyến bay bị hoãn, 14 chuyến bị hủy trong ngày 29 tháng 12 và hơn 100 chuyến tàu hỏa cũng bị hoãn.